chào tất cả các em. Chúng ta đang ở phần sinh thái học lớp 12, bài 38, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật tiếp theo. Ở bài 37, chúng ta đã tìm hiểu các đặc trưng như là tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, sự phân bố của các cá thể và mật độ cá thể của quần thể. Trong bài 38 này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đặc trưng về kích thước của quần thể sinh vật, tăng trưởng của quần thể sinh vật và tìm hiểu thêm một phần tăng trưởng của quần thể người. Năm La Mã, kích thước của quần thể sinh vật, một kích thước tối thiểu và kích thước tối đa. Kích thước của quần thể sinh vật chính là số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích lũy trong các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể. Khái niệm về kích thước của quần thể thì thường sử dụng đó là số lượng cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể ha các bạn. Tuy nhiên người ta vẫn có thể tính kích thước quần thể theo khối lượng hoặc là theo năng lượng tích lũy trong các cá thể mà phân bố trong khoảng không gian của quần thể ha các bạn. Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng. Ví dụ, quần thể voi trong rừng mưa nhiệt đới thì thường có kích thước khoảng 25 con trên một quần thể. Quần thể gà rừng thì có khoảng 200 con trong một quần thể. Quần thể cây hoa đỗ quyên trên vùng núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc thì có khoảng 150 cây trên một quần thể. Ở đây chúng mình cần lưu ý là thông thường ấy thì kích thước cá thể, kích thước của mỗi cơ thể sinh vật ấy thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với kích thước của quần thể ha các bạn. Kích thước cá thể thông thường là nó sẽ tỷ lệ nghịch với kích thước quần thể. Ví dụ như ở đây giữa voi với gà rừng thì chúng ta thấy là kích thước cơ thể của loài nào thì lớn hơn? Kích thước cơ thể của voi thì lớn hơn của gà rừng đúng không các bạn? Đấy, nhưng mà kích thước quần thể voi ấy, ở đây chúng ta thấy là 25 con trên một quần thể, còn kích thước quần thể gà rừng là 200 con trên một quần thể. Đấy, như vậy rõ ràng là kích thước quần thể voi thì nhỏ hơn so với kích thước của quần thể gà rừng, nhưng mà kích thước của mỗi cá thể voi thì lại lớn hơn kích thước của mỗi cá thể gà rừng, cho nên là kích thước cá thể thì tỷ lệ nghịch với kích thước quần thể ha các bạn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cũng dễ hiểu ha, tại vì những loài sinh vật mà có kích thước nhỏ thì tức là cái tỷ lệ S trên V của nó rất là lớn. Tỷ lệ giữa diện tích cơ thể trên thể tích của nó lớn, cho nên là cái sự trao đổi chất của nó rất là nhanh và dẫn đến là nó sẽ sinh sản nhanh các bạn. Và khi sinh sản nhanh thì nó sẽ tăng nhanh số lượng. Và khi mà tăng số lượng cá thể của quần thể thì tức là kích thước của quần thể là nhiều hơn ha các bạn. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau giữa các loài. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì sự phát triển. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong. Như vậy chúng ta lưu ý khái niệm về kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển. Và nếu kích thước quần thể mà lại nhỏ hơn dưới cái mức tối thiểu ấy, thì quần thể sẽ dễ dẫn đến diệt vong do ba cái nguyên nhân ở dưới này các bạn. Chúng mình nhớ học ba nguyên nhân này ha. Thứ nhất là số lượng cá thể trong quần thể mà quá ít ý, thì sự hỗ trợ giữa các cá thể giảm, cho nên quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của điều kiện môi trường. Thứ hai nữa là khả năng sinh sản sẽ bị suy giảm do cơ hội gặp nhau của các cá thể đực và cái rất là ít, giảm cơ hội gặp gỡ giữa con đực và con cái đó các bạn. Nguyên nhân thứ ba là do số lượng cá thể quá ít thì sự giao phối gần sẽ thường xảy ra. Mà chúng ta biết giao phối gần xảy ra thì nó sẽ dẫn đến là thoái hóa giống, giảm đa dạng di truyền và nghèo vốn gen của quần thể đó các bạn. Cho nên nó sẽ đe dọa sự tồn tại của quần thể. Như vậy là
Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì sự phát triển. Nếu số lượng cá thể mà còn nhỏ hơn mức tối thiểu này thì quần thể rất là dễ bị diệt vong do ba nguyên nhân chúng ta vừa phân tích đó các bạn. Ở nước ta, nhiều loài động vật do bị săn bắt quá mức như quần thể tê giác cắt tiên, quần thể bò xám đông dương, v.v. nên quần thể khó có khả năng tự phục hồi hết các bạn. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Nếu kích thước quá lớn, cạnh tranh giữa các cá thể cũng như ô nhiễm hay bệnh tật v.v. sẽ tăng cao, dẫn đến một số cá thể di cư khỏi quần thể và mức tử vong tăng cao. Ở đây chúng ta lưu ý khái niệm về kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Chúng ta có thể hiểu kích thước tối đa chính là số lượng cá thể lớn nhất, nhiều nhất, hay là giới hạn lớn nhất về số lượng đó các bạn, hay là số lượng cá thể nhiều nhất mà quần thể có thể đạt được nhưng mà vẫn phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Nếu mà nó kích thước nó quá lớn thì cạnh tranh sẽ dễ xảy ra, dẫn đến là mức tử vong sẽ tăng cao hoặc là một số cá thể buộc phải di cư khỏi quần thể. Trên hình 38.1, đây là sơ đồ mô tả hai giá trị kích thước tối thiểu và kích thước tối đa ha các bạn. Cô nhắc lại, kích thước của quần thể chính là số lượng cá thể hoặc là khối lượng hoặc là năng lượng tích lũy trong các cá thể mà phân bố trong khoảng không gian của quần thể. Kích thước tối thiểu chính là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển. Còn kích thước tối đa, kích thước tối đa chính là số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể đạt được mà vẫn phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu khái niệm về kích thước cũng như là kích thước tối thiểu và kích thước tối đa. Hai nhỏ những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước của quần thể sinh vật. Kích thước của quần thể luôn thay đổi và phụ thuộc vào bốn nhân tố, đó là mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể. A nhỏ mức độ sinh sản của quần thể sinh vật. Mức độ sinh sản là số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian. Chúng ta cần lưu ý cái khái niệm này ha các bạn. Mức độ sinh sản là số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian. Mức độ sinh sản phụ thuộc vào số lượng trứng hay con non của một lứa đẻ, số lứa đẻ của một cá thể cái trong đời, tuổi trưởng thành sinh dục của cá thể v.v. và tỷ lệ đực cái của quần thể. Khi thiếu thức ăn nơi ở hoặc điều kiện khí hậu không thuận lợi thì mức sinh sản của quần thể thường bị giảm sút. B nhỏ, mức độ tử vong của quần thể. Mức độ tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian. Chúng ta gạch dưới khái niệm này ha các bạn. Mức độ tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian. Mức độ tử vong của quần thể phụ thuộc vào trạng thái của quần thể và các điều kiện sống của môi trường như sự biến đổi bất thường của khí hậu, bệnh tật, lượng thức ăn có trong môi trường, số lượng kẻ thù v.v. và mức độ khai thác của con người. C. Phát tán cá thể của quần thể sinh vật. Phát tán là sự xuất cư và nhập cư của các cá thể. Xuất cư là hiện tượng một số cá thể rời bỏ quần thể của mình, chuyển sang sống ở quần thể bên cạnh hoặc là di chuyển đến nơi ở mới. Còn nhập cư là hiện tượng một số cá thể nằm ngoài quần thể, chuyển tới sống trong quần thể. Ở những quần thể có điều kiện sống thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào, hiện tượng xuất cư thường diễn ra ít và nhập cư không gây ảnh hưởng rõ rệt tới quần thể. Mức độ xuất cư tăng cao khi quần thể đã cạn kiệt nguồn sống, nơi ở chật chội, sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể trở nên gay gắt. Như vậy chúng ta thấy khái niệm về phát tán của quần thể chính là sự xuất cư và nhập cư.
Tuy nhiên ở trên mục C này chúng ta chưa thấy cái mức độ, chưa thấy cái khái niệm mức độ nhập cư hay là mức độ xuất cư. Chúng ta có thể định nghĩa được đúng không các bạn? Ví dụ như là mức độ xuất cư là gì? Mức độ xuất cư chính là số lượng cá thể ha các bạn. Mức độ xuất cư chính là số lượng cá thể rời bỏ quần thể của mình, chuyển sang sống ở một quần thể bên cạnh, hoặc là di chuyển đến một nơi ở mới trong một đơn vị thời gian ha các bạn. Trong một đơn vị thời gian ha. Trong một đơn vị thời gian. Thông thường người ta sẽ tính mức độ sinh sản, mức độ tử vong hay là mức độ nhập cư xuất cư là đơn vị thời gian là một năm đó các bạn. Như vậy mức độ xuất cư chính là số lượng cá thể rời bỏ quần thể của mình, chuyển sang sống ở một quần thể bên cạnh, hoặc là di chuyển đến một nơi ở mới trong một đơn vị thời gian. Tương tự như vậy chúng ta sẽ định nghĩa mức độ nhập cư ha các bạn. Mức độ nhập cư chính là số lượng cá thể mà nằm ngoài quần thể chuyển tới sống trong quần thể trong một đơn vị thời gian. Chúng ta nhớ thêm, tính trên một đơn vị thời gian ha. Mức độ nhập cư chính là số lượng cá thể nằm ngoài quần thể mà nó chuyển tới sống trong quần thể trong một đơn vị thời gian ha các bạn. Như vậy là cô vừa phân tích cho các bạn các nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể, bao gồm mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ nhập cư và mức độ xuất cư. Ở đây chúng ta có hình 38.2 nè các bạn, nêu lên cái mối quan hệ giữa bốn cái nhân tố này. Ở đây chúng ta thấy cái mức độ sinh sản và nhập cư, người ta đánh dấu cộng nè các bạn, chính là hai cái nhân tố mà sẽ làm tăng kích thước quần thể. Còn tử vong và xuất cư, người ta đánh dấu trừ ở đây, chính là hai cái nhân tố mà sẽ làm giảm kích thước của quần thể ha các bạn. Bây giờ nếu như cô có một cái quần thể ban đầu có N0 cá thể ha các bạn, và cô có mức độ sinh sản là B, mức độ tử vong là D, mức độ nhập cư là Y và mức độ xuất cư là E. Thì sau một khoảng thời gian chúng ta có thể tính được số lượng cá thể ở thời điểm T nào đó, đúng không các bạn? Số lượng cá thể ở thời điểm T nào đó chúng ta sẽ tính bằng công thức là chính là bằng số lượng cá thể ban đầu nè các bạn. Rồi cộng cho mức độ sinh sản trừ cho mức độ tử vong, rồi cộng cho mức độ nhập cư, đúng không các bạn? Cộng cho mức độ nhập cư là Y nè, và trừ cho mức độ xuất cư là E ha các bạn. Như vậy số lượng cá thể ở một thời điểm T là NT, chính là bằng số lượng cá thể ban đầu N0 cộng cho mức số lượng cá thể sinh sản ra, mức độ sinh sản trừ cho mức độ tử vong cộng cho mức độ nhập cư và trừ cho mức độ xuất cư. Thì chúng ta sẽ ra số lượng cá thể tại một thời điểm nào đó của quần thể ha các bạn. Và dựa trên cái cách tính này chúng ta hoàn toàn cũng có thể tính ra cái tốc độ tăng trưởng của quần thể đó các bạn. Tốc độ tăng trưởng của quần thể thì người ta thường quy ước là R đó các bạn. R ha. R tính theo phần trăm đó các bạn. Thì chúng ta sẽ thay vì tính số lượng thì chúng ta sẽ tính bằng phần trăm, thì sẽ là tỷ lệ phần trăm sinh sản nè, trừ cho tỷ lệ tử vong, rồi cộng cho tỷ lệ nhập cư và trừ cho tỷ lệ xuất cư ha các bạn. Đây chính là công thức tính tốc độ tăng trưởng của quần thể, lấy tỷ lệ sinh trừ tỷ lệ tử nè, cộng cho tỷ lệ nhập cư và trừ cho tỷ lệ xuất cư ha các bạn. Chúng ta sang tiếp phần 6 la mã tăng trưởng của quần thể sinh vật. Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện môi trường không bị giới hạn. Về phương diện lý thuyết, nếu nguồn sống của môi trường rất dồi dào và hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể, không gian cư trú của quần thể không giới hạn,
Mọi điều kiện ngoại cảnh và khả năng sinh học của các cá thể đều thuận lợi cho sự sinh sản của quần thể, thì quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học, tức là đường cong tăng trưởng có dạng hình chữ J. Tuy nhiên, thực tế thì quần thể sẽ tăng trưởng trong điều kiện môi trường bị giới hạn. Chúng ta thấy trong thực tế, tăng trưởng của quần thể thường bị giới hạn bởi nhiều nguyên nhân như điều kiện sống không hoàn toàn thuận lợi, hạn chế về khả năng sinh sản của loài, sự biến động số lượng cá thể do xuất cư theo mùa, v.v. Do vậy, đường cong tăng trưởng thực tế sẽ có dạng hình chữ S. Trên hình 38.3, đường cong tăng trưởng của quần thể theo tiềm năng sinh học được mô tả là hình chữ J đây các bạn. Đây ha. Còn đường cong tăng trưởng thực tế của quần thể là cái đường màu xanh đây các bạn. Đường cong hình chữ S ha các bạn. Chúng ta thấy là tăng trưởng theo tiềm năng sinh học, tức là tăng trưởng về mặt lý thuyết thôi các bạn. Về mặt lý thuyết thì sau một khoảng thời gian rất là ngắn, các bạn thấy từ đây đến đây thôi, thì số lượng cá thể đã tăng cực kỳ nhanh đúng không các bạn? Tăng cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Trong khi là với tăng trưởng thực tế á, thì ban đầu thì số lượng cá thể tăng chậm chậm thôi. Sau đó mới đi vào giai đoạn tăng nhanh theo cấp số, theo lũy thừa. Nhưng sau đó thì lại đến giai đoạn tăng chậm. Đấy. Rồi lại đến giai đoạn ổn định các bạn. Đồ thì chuyển sang nằm ngang. Chúng mình lưu ý là cái tốc độ tăng trưởng của quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn á, thì giai đoạn đầu và giai đoạn cuối nè các bạn, thì quần thể tăng trưởng chậm nhưng mà nguyên nhân hơi khác nhau ha các bạn. Giai đoạn đầu tăng trưởng chậm ấy là do kích thước quần thể còn thấp, còn nhỏ, để cho nên là số lượng cá thể tham gia sinh sản quá ít, cho nên quần thể sẽ tăng chậm. Trong khi ở giai đoạn cuối này thì kích thước quần thể tăng chậm, lý do là nguồn sống đã bị cạn kiệt các bạn ha. Thức ăn nơi ở bị cạn kiệt, đặc biệt là chất độc hại, chất thải ra môi trường thì lại tăng lên, kéo theo là dịch bệnh sẽ xuất hiện, dẫn đến là sức sinh sản giảm và mức độ tử vong tăng lên. Do vậy quần thể sẽ tiến về giai đoạn ổn định. Đấy, chính là nó tạo ra cái hình chữ S đó các bạn ha. Đường cong tăng trưởng thực tế. Cái phần mô tả gạch ngang này chính là minh họa cho cái mức độ cản trở của điều kiện môi trường đó các bạn. Một lưu ý nữa, trên đường cong tăng trưởng thực tế thì cái điểm chính giữa của cái đường cong mà đang đi lên này nè các bạn, đường cong đang lên này thì cái điểm ở chính giữa này thì chúng ta lưu ý là ngay tại cái điểm này thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là cao nhất nha các bạn. Tốc độ tăng trưởng là cao nhất ở cái vị trí ở giữa cái đường cong đi lên này nha các bạn. Thông thường ấy, những cái loài mà có kích thước nhỏ nè, vòng đời ngắn, tức là tuổi thọ thấp ấy, hoặc là cái sức sinh sản của nó cao, thì nó có thể tăng số lượng cá thể trong một thời gian rất là ngắn, tức là nó gần giống với tăng trưởng theo tiềm năng sinh học các bạn. Những cái loài mà có cái đặc điểm giống giống như là tăng trưởng theo tiềm năng sinh học ấy, đó là những cái loài mà có kích thước nhỏ, vòng đời ngắn, sinh sản nhiều, đó là các loại vi sinh vật các bạn, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc rồi đó các bạn, hoặc là các loại thực vật một năm, những loài cây cỏ nhỏ thân thảo đó các bạn. Thì nó có thể có cái kiểu sinh trưởng gần giống với tăng trưởng theo tiềm năng sinh học. Còn với những loài mà có kích thước cơ thể rất là lớn, như là các loài thuộc lớp thú, hoặc là người, hoặc là thực vật thuộc dạng cây gỗ lâu năm ấy các bạn, thì nó sẽ có kiểu tăng trưởng thực tế. Như vậy những loài mà có cái kiểu tăng trưởng thực tế ấy, thì thường là những loài mà có kích thước cơ thể lớn, vòng đời dài, tuổi thọ cao, sức sinh sản thấp, tức là ví dụ như một lứa đẻ chỉ có một con thôi, người ta gọi là sức sinh sản thấp ha các bạn. Đấy, thì là nó có cái kiểu tăng trưởng thực tế theo đường cong tăng trưởng hình chữ S ha các bạn. Chúng ta sang tiếp phần 7 là mã tăng trưởng của quần thể người. Tăng trưởng dân số trên thế giới trong suốt quá trình phát triển lịch sử là một ví dụ về tăng trưởng rất nhanh của quần thể. Trong 200 năm qua,
dân số thế giới đạt được mức tăng trưởng cao chính là nhờ những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được cải thiện, mức độ tử vong giảm và tuổi thọ ngày càng được nâng cao. Dân số của Việt Nam cũng tăng với tốc độ khá nhanh. Chỉ trong vòng 57 năm, dân số đã tăng từ 18 triệu năm 1945 lên hơn 82 triệu năm 2004, tức là tăng gấp 4,5 lần. Sự tăng dân số quá nhanh và phân bố dân cư không hợp lý là nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng môi trường sống giảm sút, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của con người. Trên hình 38.4, người ta mô tả đồ thị tăng trưởng của dân số thế giới. Trên đồ thị này rõ ràng chúng ta thấy là cái mức độ là 1 tỷ người đây nè các bạn, ở đây là tối đa là 6 tỷ người nè các bạn, ở đây là 1 tỷ người ha. Đến đây chúng ta thấy, giống như đây chúng ta thấy là dân số thế giới đã mất khoảng 200.000 năm để đạt được là 1 tỷ người ở đây các bạn. Phải 200.000 năm. Để đạt được 1 tỷ người thôi. Tuy nhiên chỉ trong vòng 200 năm đổ lại đây thôi các bạn, thì dân số đã đạt được là gần 8 tỷ người ha các bạn. Dân số đã đạt được là gần 8 tỷ người. Tăng rất nhanh trong 200 năm trở lại đây ha các bạn. Sở dĩ tăng nhanh như thế chính là nhờ những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội, đặc biệt là về khoa học kỹ thuật và về y học đó các bạn. Chính là các phát minh về mặt y học, các giải Nobel về y học đã làm cho chất lượng cuộc sống con người ngày càng được cải thiện. Những căn bệnh nguy hiểm và gây chết người trước đây thì có thể được y học chữa trị ha các bạn. Cho nên là dân số hiện nay là tăng rất là nhanh. Hiện nay năm 2020 thì chúng ta thấy là dân số của Việt Nam là khoảng 96 triệu người ha các bạn. 96 triệu người. Trên thế giới thì năm 2020 hiện nay chúng ta thấy là gần 8 tỷ người ha các bạn. Như vậy là dân số tăng rất là nhanh. Việt Nam chúng ta là thuộc dạng dân số phát triển á các bạn. Nhóm tuổi trước sinh sản rất là nhiều hơn so với nhóm tuổi đang sinh sản ha các bạn. Cho nên chúng ta cần phải có kế hoạch về dân số ha các bạn. Mỗi cặp vợ chồng thì chỉ nên có hai con để mà nuôi dạy cho tốt đó các bạn ha. Như vậy là nội dung của bài 38 các đặc trưng cơ bản của quần thể tiếp theo đã kết thúc nội dung bài 37-38 về các đặc trưng cơ bản của quần thể ha các bạn. Chúc các bạn học tập thật là tốt. Thân ái chào các em.